Vô giới màu tám. Bát châu. Mỗi tội mình là 5 BA. Năm giờ hơn công đến đây. Ui, ngoài đây còn phải quá nữa, kinh thật. Almost.
Đủ má khê ấy nhìn chưa nâng được máu rồi ít trâu thật. Không hổ danh là cung giới Egypt, rất trâu. Kiên, đạt kìa. Thế sao nó lên đạp đôi để đánh? Lên đạp đôi đi anh. Đấy kìa. Rồi rồi lên đạp đôi. Không bắn dần thì bắn nhà thôi. Đã lên xong đạp đôi nha. Hết sức mạnh của con ấy. Bị chan rồi, bị chan rồi. Bạn đâu bắn em?
Bán hết một gỗ anh à? Mải đánh không chủ động lên 4 này, toàn phết. Ai lấy thực vàng thì không? Em gần hẳn lờ lên nhà nó đánh cho sướng. Úi sao đạp đôi rồi, đạp đôi phô. Em mỗi thứ 5.000 đô này. Vấn đề này cũng không ai cần, thế nó mới cay. Cay thật đi chứ. Em tưởng muốn tạo điều kiện mà dễ à? Thì cho em vàng. Vàng hả? Không cần, không cần đâu anh ạ. Không cần đâu, không cần đâu. Thôi lỡ xin rồi người ta cho tí. Em có 5.000 rồi, em muốn xin thêm thôi. Chứ 630.000. À đi chạy. Ăn dân mình. Kinh Egypt 18 bên kia còn đép hèm mà xin lên lửa luôn.